Đồng nghiệp xung vầy ăn miếng mít cuối cùng mà Đức Tiến tự tay xẻ, ai cũng suýt xoa mít ngọt như tấm lòng của nam siêu mẫu. Đức Tiến trước khi mà Đức Tiến ra đi mà ai cũng ăn một miếng. Con đã nghĩ là phải đem miếng mít này lên để chia tay, như một lời chia tay ngọt ngào của anh Tiến, tại vì cái miếng mít này nó rất ngọt và nó rất là. Mà Đức Tiến là chưa kịp ăn miếng nào luôn không? Anh chưa ăn một miếng nào hết, là anh vừa cắt xong, anh đang rửa cái thì là. Đức Tiến như là gặp anh chỉ tài trợn rồi đó. Vợ Đức Tiến ngày nào cũng ra mộ thăm chồng, gắng gượng đi làm, tự mình xoay sở chăm con. Tối lại thì mình thấy giống như là buồn hơn. Những khi mèo nói chuyện hỏi ba đâu, hoặc là muốn đi thăm ba này nọ thì em cũng hơi xúc động hơn bình thường. Còn ban ngày thì em cũng phải cố gắng để bây giờ cũng tranh thủ để còn phải đi làm lại, bình tĩnh để tìm cách để mà mình còn phải phấn đấu tiếp để mình trả lời cuộc sống, cố gắng nhất có thể để có thể bù đắp cho mèo và thay thế anh Tiến nữa. Nghệ sĩ Hài Thúy Nga đăng tải trên trang cá nhân đoạn video mình cùng hội nghệ sĩ tại Mỹ có buổi họp mặt chuẩn bị cho tang lễ của siêu mẫu Đức Tiến. Tại đây, mọi người đã cùng nhau ăn miếng mít do chính tay nam siêu mẫu bổ ra trước khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Được biết, một thành viên trong nhóm đã mang miếng mít này về nhà mình để bảo quản. Sau khi mọi người họp mặt đông đủ, anh xẻ ra từng miếng nhỏ để mọi người cùng ăn. Ai cũng suýt xoa mít thơm và rất ngọt, nhưng rất tiếc khi Đức Tiến lại không kịp ăn. Đây cũng là kỷ niệm cuối cùng mà anh để lại cho mọi người trước khi nhắm mắt rời xa cõi đời. Ca sĩ Thanh Thảo là người chứng kiến tất cả, chính tay cô cũng đã quay lại khoảnh khắc Đức Tiến vừa đùa giỡn vừa bổ mít cho mọi người. Nữ ca sĩ chia sẻ, lúc Tiến tới có mang trái mít tặng mọi người. Mít to quá nên má Hà nói cắt 2 tiếng mới xong. Tiến nói Tiến cắt nhanh lắm, 10 phút à, ăn không Tiến cắt. Em nói ok cắt đi, tôi quay ông bỏ lên mạng nha, clip sẽ rất dễ thương. Tiến còn cầm mít lên diễn cho em quay, xong trái mít, đi rửa tay và mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước mắt em nên em sốc lắm. Em bấm gọi 911 liền lúc đó nên sáng nay nhìn lịch sử cuộc gọi từ máy mình có số 911 mà em bật khóc, bàng hoàng quá. Bình Phương, vợ Đức Tiến dù đau buồn nhưng vẫn phải gắng gượng quay trở lại công việc. Cô đang học cách thích nghi cuộc sống không có chồng bên cạnh. Hàng ngày, ngoài đi làm, cô một mình quán xuyến việc nhà, đưa đón chăm sóc con gái vì mẹ ruột cô đã quay trở về Texas. Dù bận rộn như thế, Bình Phương vẫn đều đặn mỗi ngày lái xe 20 phút từ nhà đến công viên Vĩnh Hằng để thăm mộ chồng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ, Bình Phương đến thăm anh Đức Tiến mỗi ngày, hoa trên cây thánh giá của vợ và con chuyển từ trắng sang màu hồng sau 4 ngày chôn cất. Màu sắc yêu thích nhất của Bình Phương và bé mèo, We Love You So Much Too. Vợ Đức Tiến khiến nhiều khán giả xót xa khi đăng tải những hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc. Cô cho biết bản thân khóc rất nhiều mỗi khi nghe bài hát Lâu Đài Tình Ái. Lúc sinh thời, nam siêu mẫu biết vợ mình thích bài hát này nên mỗi khi hai người đi chơi riêng anh sẽ yêu cầu ca sĩ hát tặng vợ. Mọi người đều mong rằng Bình Phương sẽ sớm vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này. Trong một chương trình talk show, Bình Phương chia sẻ vợ chồng cô đang có ý định hè năm nay dẫn con gái về Việt Nam gặp bà nội. Đưa bà đi du lịch kết hợp với việc chuyển phôi đang được đông lạnh để bầu lần hai nhưng giờ đây mọi chuyện dang dở. Đức Tiến chia sẻ với vợ mình muốn có thêm con, bé mèo cũng đã lớn để làm chị. Hai vợ chồng háo hức với những kế hoạch phía trước nhưng giờ đã không thành. Bé mèo những ngày qua liên tục hỏi mẹ ba đang ở đâu, mỗi tối cô bé muốn ba ôm mình, hôn mình như ngày trước. Con gái Đức Tiến chỉ lên di ảnh của ba và muốn mẹ lấy xuống để mình hôn. Nhìn con như thế người làm mẹ như Bình Phương xót xa khôn nguôi. Dây chuyền thánh giá mà nam siêu mẫu thường đeo nay bé mèo ôm kề cận bên mình. Cô bé đi quanh nhà để tìm dấu chân của ba, muốn đi theo ba về với Chúa. Nhắc đến khoảnh khắc này Bình Phương nghẹn lòng xót xa. Sau tất cả, Đức Tiến cũng đã hoàn thành ước nguyện về với đất thánh. Bình Phương và bé mèo sẽ phải mạnh mẽ để đi tiếp chặng đường trong tương lai của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.